Vâng, xin kính chào các bác và anh em. Những bác nào mà đang đặt em những cặp vành kèn loa tre đường kính vành là 45cm như này thì các bác và anh em nhanh chóng nhắn tin gọi điện cho em để em lên đơn cho các bác và anh em. Bởi vì vành kèn 45 này thì đã hết hàng khá là lâu rồi. Thì hôm nay thì lại tiếp tục về hàng cho các bác và anh em nhé. Mỗi lần về thì cũng về được vài chục cặp. Đấy, về một cái là các bác và anh em đặt hết bay. Bởi vì các bạn em thấy nó khá là cồng kềnh, mỗi một mẻ thì nó cũng chỉ về được mấy chục cặp thôi. Nó trông vậy thôi nhưng mà nó rất là cồng kềnh. Đấy. Mỗi một cặp nhà đường kính cặp vành là 45cm. Các bạn em độ loa kèn lên thùng rất là đẹp. Thậm chí là một số bác còn chế những cặp loa này vào để bày bên ngoài thôi. Nó rất là gấu, rất là hầm hố. Đấy, thì các bạn em xem. Thì tất nhiên là những cái vành kèn kép, vành kèn 30 như thế này thì em vẫn còn sẵn hàng cho các bác và anh em nhé. Vẫn sẵn hàng để các bác và anh em chế loa. Đấy. Em thiết kế như này thì có một số các bác và anh em thì hay mua con này này, mua rất là nhiều. Đấy, về lắp cho loa chép để đến trên loa như này. Đấy, thì các bác và anh em xem qua để này. Đấy, kiểu thế, kiểu như vậy để lắp thêm con chép phía sau vào thì nhìn nó khá là nổi. Rồi không gian chơi nhạc của các bác và anh em phía sau này thì em thiết kế cái hốc này này để các bác và anh em cho loa vào nhá. Đấy, nó có một cái lỗ này để âm thanh nó phát ra này. Còn cái mặt phía sau này thì các bác và anh em cứ nhét loa khoảng tầm dưới 10,5cm là ok nhá. Lọt lòng ở bên trong em để là 10,5cm, hơn 10,5 nhá các bạn anh em, thậm chí là gần 11 phân đấy, gần 11 phân. Nói chung là loa nhỏ hơn 11 phân các bác nhét tọt vào đây bắt ốc vào là ok. Đấy nhá, cặp kèn 30cm bên trong thì thiết kế một cái vành kèn kép nữa, nhìn cho nó nổi bật, nó đẹp hơn. Đấy, các bác và anh em xem. Về vật liệu để làm cái này thì nó là bằng tre nứa các bác và anh em nhé, tre nứa. Thì có một số bác cũng thắc mắc là vô lý, cái tre gì mà to mà tiện được như này. Thì thực ra là để làm là tre là phải chẻ ra các bác và anh em nhé. Tre nứa là chẻ nhỏ ra này, sau đó bện này. Sẽ để phía sau các bác anh em. Các bạn anh em nhìn cái vân phía sau chưa. Đấy, tức là tre chẻ nhỏ thành từng sợi này, sau đó bện lại này. Đấy, cuốn lại này bằng cái keo, một bằng cái keo chuyên dụng ở làng nghề Việt Nam hay sử dụng. Đây được gọi là sản phẩm gọi là mỹ nghệ. Ngoài được độ những vành kèn này ra thì chủ yếu làng nghề bên em thì là sản xuất những cái sản phẩm để xuất khẩu bên nước ngoài, như là những cái lọ lục bình được làm bằng tre. Đó, thì các bác và anh em thấy. Đấy, thì hiện nay thì những cái vành kèn tre như này thì nó cũng, các bác và anh em thì thấy được rằng là chơi cũng khá là phổ biến bởi vì cái tính đặc trưng của tre nó thân thiện này, nó độ bền này. Đấy, và nó nghệ thuật. Đấy các bạn nhé, một cặp loa nó rất là nghệ thuật. Đấy nhá. Và tất nhiên là các bác và anh yên tâm về cái độ bền nhá, chống mối mọt cũng như với tre nứa đã được xử lý ngâm cũng như là sấy rồi, đặt tiêu chuẩn, các bác và anh không cần gì phải lo. Và đặc biệt nó không có mùi tre các bác và anh em nhá, không có mùi tre đâu, nên không có mùi tre. Đấy, đẹp về hình thức này. Đấy, về chất lượng như này. Và giá cả thì em cũng thông báo với các bác và anh em luôn để cho các bác và anh em lựa chọn cho sản phẩm cho gia đình mình. Nói chung để làm những sản phẩm này nó mất công của nó quá là cao. Các bạn cứ thử hình dung là chẻ từng một cái sợi tre ra này, sau đó bện lại này thành từng vòng một, bằng tay không nhá, tất cả là làm bằng tay nhá, sau đó mài đi này. Đấy, xong sơn các bạn nhá, sơn trên cái bề mặt tre này nó khó hơn sơn ở gỗ các bạn anh em nhá. Cái thể loại cái tre này đấy, nó khó hơn trên gỗ, để lên được cái màu như này thì cũng đã phải thử nghiệm sơn các loại nó có lên được, vừa có cái màu đẹp, nó vừa có cái thớ tre như này các bạn anh em nhìn, có cái vân tre như này. Đấy, nó sang. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhìn nhiều vậy thôi chứ thực ra đến thì cũng chỉ có mấy chục cặp thôi, không nhiều đâu các bác và anh em. Đấy, đây là về cái là hết, gần như là hết ngay. Đấy, đây. Đây là kèn to này 45cm nhá. Để em đo kích thước để các bác và anh em tham khảo. Đường kính vành đây là 45 rồi. Đấy, thì 45 và em làm vát xuống thì xem cái chiều cao của nó nhá. Em nó vát xuống đây, cao của nó là 25cm. Đấy, 25cm và nó rất là dày. Các bạn nhìn cái vành 45 nó rất là dày, đây là không có lo tình trạng vỡ nứt nhá. Cam kết với các bạn nghe, dùng bầy không bao dạng nứt gì cả. Đấy, 25cm về chiều dài. Và em làm thon vát xuống như này. Đấy, vát xuống, các bạn em hình dung vát xuống như này. Chỗ này của nó nhỏ khoảng tầm 12 phân. Đây nhá, để em lấy cái thước. Tại vì vừa quay video vừa nói nên là nó tay nó hơi rung một chút các bác anh em nhá. Lọt lòng của nó là 12cm. Đấy, từ 45 em làm vát xuống 12 để các bạn anh có thể lắp loa nhỏ vào đây này.
loa lớn vào đây này, tùy từng cái mức thì các bác cắt xỉa xẻ đi. Đấy nhá. Đây về chúng ta chế tùy vào loa, ví dụ loa 16 thì nó loa 16 thì nó khoảng tới đây. Loa 18 đến đây, loa 20 tới đây. Tới tầm nào thì các bác cắt bỏ đi phần dưới cũng được. Như thế nó tiện. Đấy. Nó không phải cố định ở một cái kích thước của loa nhất định, là các bác và anh em hoàn toàn có thể độ được những cặp loa là rất là đẹp. Em có rất là nhiều những cái sản phẩm mà khách hàng gửi về cho em đẹp, đẹp hơn cả thợ làm, đẹp hơn cả bên em làm, thực sự như vậy. Có rất nhiều khách rất khéo tay. Đấy nhá. Và báo giá luôn để các bác và anh em này. Cặp kèn 30cm này này có giá là 550.000 đồng một cặp. Đấy, đây nhá. 550.000 đồng một cặp gồm hai chiếc như này. Hai chiếc. Đấy, các bác và anh em. Giá này em báo cực kỳ là sát giá và tốt giá rồi các bác và anh em nhá. Của nhà trồng được nên là báo rất tốt. Nên là rất nhiều các bác và anh em bảo 300.000 để thì lấy, thực sự là không, em bán là không mặc cả trả giá, giá rất tốt rồi. Các bác và anh em cứ thử hình dung xem, một chiếc như này 550 thôi. Tính ra mỗi một chiếc là hơn 275.000. Đấy. Gồm bệ sơn như này. Các bác hình dung xem ngồi làm cái này có một cả ngày. Đấy nhá, cũng như là vận chuyển nó dập vỡ chưa tính cái đấy nữa. Đấy. Nhá, 550 một cặp. Còn kèn 45 như này to đùng như này. Đấy. Có giá là 850 một cặp nhá. 850.000 một cặp và 550.000 một cặp. Nếu như các bác và anh em nào yêu thích những sản phẩm được làm từ tre nứa Việt Nam, muốn sở hữu để độ thêm những cái cặp loa của mình vào cho nó sang, cho nó đẹp, cho nó mang một cái đặc trưng, thì hãy nhắn tin gọi điện qua số điện thoại của em ở phía dưới 0908 722 688, giao hàng toàn quốc nhá các bác và anh em nhá. Nhận hàng kiểm tra mới phải thanh toán. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bác và anh em.